Chào các bạn nha, mình đang có mặt tại quán Ram Cuốn Cả Việt. Nó nằm ở đường Hải Phòng, đối diện với lại số 335 Hải Phòng. Ở cái dãy này thì có rất là nhiều quán. Nó nằm nói chung 4 năm quán Ram Cuốn Cả luôn. Và mình ăn cái quán đầu tiên ngay bên cạnh một cái quán hủ tiếu. Dạ, quán mình là bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô nhỉ? Quán từ 3 giờ rưỡi tới 11 rưỡi. À dạ, mình bán ở đây lâu chưa cô? Lâu rồi con, cô bán từ hồi năm 2012 tới giờ. À, năm 2012 tới giờ. Và mấy chỗ đâu, cô qua đây rồi, cái bán Lê Duẩn. À, hồi trước là mình bán ở Lê Duẩn, bây giờ là mình mới qua đây ạ. À. Mình qua địa điểm này thì lâu chưa cô? À dạ. Mọi thứ này là mình tự chuẩn bị hết đúng không cô? Dạ. Vậy mình làm từ mấy giờ sáng hay buổi trưa, buổi ban ngày rồi cô hả? Mình ở đây là làm cả ngày con à. À dạ. Mình sáng ngày ra rồi lo làm rau. Dạ. Dạ. Ví dụ nhân là mình cũng tự làm hết luôn đúng không cô? Thịt đồ mình tự xay hết luôn. Dạ. Ở đây thì lượng khách đông nhất thì là nó rơi vào tầm mấy giờ cô nhỉ? Đông nhất là cái chỗ 6 giờ. Dạ, 6 giờ. 6 giờ tới 7 giờ là đông. Có khi là đông từ 6 giờ tới 8 giờ. Dạ. Đông từ 7 giờ tới 9 giờ. Dạ. Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại channel của Mẹ Tấm. Thì bây giờ các bạn ăn tối chưa ạ? Bây giờ là mình đang đi ăn tối nha. Và mình đang có mặt tại quán Ram Cuốn Cải. Mình đã gọi một phần Ram Cuốn Cải ra rồi các bạn. Đi quay về đó bụng quá, đi trên đường mà kiểu nhìn thấy cái quán nào kìa là nước miếng nó chảy. Mời mọi người dùng buổi tối cùng với mình nha. Đây phần Ram Cuốn Cải. Phần này thì sẽ có giá là 80.000 nha các bạn. Đây sẽ có Ram Cuốn Cải nè, thật là ngon nha. Nước miếng xong, Ram Cuốn Cải thì phải có cải nha các bạn. Rồi tiếp theo, đây là dưa leo ăn kèm. Ta sẽ cho mình một cái chén mắm như thế này. Ok, mời các bạn dùng buổi tối nha, mình rất là đói bụng rồi đó. Mình sẽ cho lá cải vào nha. Rồi một ít lá tía tô. Xong rồi ít rau thơm nè. Xong dưa leo nha. Cho một ít này đu đủ dùm chua các bạn. Rồi bây giờ là tiếp theo là đây, dĩa Ram Cuốn Cải. Rồi đây. Và ở dưới đây người ta sẽ lót cho mình một cái miếng giấy để thấm dầu á các bạn. Mời các bạn dùng nha. Bên trong Ram á các bạn thì sẽ có thịt nè. Mình cắn một miếng là nó đủ vị nè, rau nè, rau thơm nè, rau cải nè, dưa leo giòn giòn, rồi cái đu đủ nữa. Xong mình chấm một miếng nước mắm. Bụng
là bé Thu Vân. Thu Vân hôm nay đi ăn với lại chị Hai. Chào mọi người đi Thu Vân ạ. Mình phải nhìn vào mọi người chứ ạ. Sao ạ? Ý là chào mọi người đi ạ. Em cuốn từ từ. Để nó mở ra. Thôi mình bẻ rồi. Đâu, lên hộ. Cái có rau sống nè, không có gì leo, không có bỏ ra giờ các bạn. Tại vì tôi không có đăng được chưa. Sao nó điêu điêu vậy? Ý là răng mà mình ăn nhanh rứa, mình ăn từ từ thôi. Mình ăn nhanh rứa. Đây là cuốn thứ hai của mình nha. Hồi nãy kìa đi qua cái chỗ đường Hoàng Văn Thái á. Trời ơi, người ta bán đồ ăn mà chị Hai ngồi. Cái gì mà gà nè, ốc nè, ram nè. Mà nó đói bụng. Nó bụng xẻo luôn. Nhẻo luôn. Ở đâu? Ở đường đó. Rồi mình cho dưa leo nha. 50 60. Sao ạ? À? Ăn xong mình lại nói gì một chút gì về cảm nhận đi ạ. À? Bây giờ mình sẽ cuốn lại nha các bạn nha. Ai vậy? Ghê vậy? Không phải kem clip này, phát kem này đi. Dạ không ạ, à, con cảm ơn. Cảm biết vị đang mình đội mũ không? Cái đầu chiều giờ đi hơi dơ, không đảm nha. Đường Hải Phòng này á là tập trung rất là nhiều quán ăn buổi tối như thế này. Và quán nào cũng đông hết luôn các bạn. Nguyên cái giải này là có 4-5 quán đang có cãi luôn. Mình ngồi ở quán bên cạnh là cái quầy hủ tiếu. Mất còn xíu. Mua xíu hết rồi. Tới sáng bây giờ đẹp quá trời. Đây ạ. Nhanh nhanh ha ha. Tiếp theo là 3.000. Rồi ai đem mới ạ? Ui trời. Dạ mình ạ. Muốn 10.000 vậy. Ok uống rồi chút. Đây là cái giá của em á. Chiêu ánh đèn vô xong ấy nó làm con mắt em nó đen thui. Đâu? Vỡ dậy, tóc dơ, đội mũ cũng là một cái gì đó gọi là... Mình đi ăn đi, xong cái mình đi qua, mình ăn hủ tiếu đi. Cảm ơn cô nhiều nha. À, dạ rồi, dạ dạ chúc cô mua may bán mắt nha. Dạ 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 rồi con chào cô nha. Dạ 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 dạ. Ok, như vậy là mình đã dùng xong món ram cuốn cải tại đường Hải Phòng, đối diện với lại số 335 Hải Phòng nha các bạn. Khi các bạn đi đường Hải Phòng thì từ cái nhà ga Đà Nẵng á, ngã ba Hoàng Hoa Thám với lại Hải Phòng là mình sẽ quẹo qua tay trái tầm 100m là sẽ tới cái quán này nha các bạn. Đối diện hoặc là các bạn sẽ thấy là đối diện với lại 335 Hải Phòng